Từ khi đại dịch COVID-19 quay trở lại thành phố Đà Nẵng với mức độ nguy hiểm và phức tạp hơn, cùng với các lực lượng khác, những cựu chiến binh Hòa Vang luôn có mặt trên từng công trường để tham gia trực chốt, vận chuyển lương thực thực phẩm, phục vụ cho người dân. Gần 2 tháng qua, cựu chiến binh Ngô Tấn Đức, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến đã cùng với các hội viên thay phiên trực chốt 24/24 giờ để kiểm soát người ra vào địa bàn. Đây là cửa ngõ của 6 thôn Dương Sơn, Thạch Bồ, Bắc An, Cẩm Nê, Yến Nê 1, Yến Nê 2 với mật độ người tham gia giao thông đông. Biết là nguy hiểm và vất vả, song với bản chất của người lính Cụ Hồ, ông đã không quản ngày đêm bám trụ, quyết tâm cùng địa phương phòng chống dịch, nỗ lực giữ vững vùng xanh trên địa bàn. Không bao giờ bỏ chốt, không bao giờ để cho người dân mà khi có nhiều cần thiết mới cho qua chốt, còn không nữa thì cho qua đảo. Đối với Hòa Tiến thì cũng tiến hành thành lập các ban chỉ đạo, các kế hoạch để thực hiện vận động nhân dân và các lực lượng nòng cốt cốt cán của xã thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn ở trên. Đặc biệt trong đó có lực lượng cựu chiến binh là phải nói rằng là một cái tổ chức rất là năng động, gương mẫu đi đầu trong cái công tác phòng chống dịch của xã Hòa Tiến. Không chỉ đóng góp 3.400 lượt cán bộ hội viên tham gia trực tại các điểm chốt chặn trên địa bàn, ngày đêm xung pha nơi tuyến đầu chống dịch. Thời gian qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Hòa Vang còn ủng hộ hơn 3,6 tấn rau củ quả, hỗ trợ cho người dân các khu vực cách ly y tế thông qua phiên chợ không đồng, hỗ trợ cho quận Sơn Trà 20 triệu để phòng chống dịch. Sự hy sinh thầm lặng của hàng ngàn hội viên cựu chiến binh huyện Hòa Vang làm sáng ngời phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.